Hôm nay em giới thiệu thêm cho mọi người một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ, nội thất to rộng và khá là nhiều công nghệ tiện ích phục vụ các bác khách hàng cũng như là các vị hành khách ngồi trên xe. Và chiếc xe mà ngày hôm nay em lên sóng cho các bác là mẫu Kia Sorento. Chiếc Kia Sorento này được sản xuất năm 2018 với khối động cơ 2.2 và phiên bản này là phiên bản máy dầu, phiên bản đặc biệt với đầy đủ công nghệ option cũng như là bản tiết kiệm nhiên liệu nhất so với tất cả các phiên bản của dòng Kia Sorento. Với mức giá chỉ hơn 6 đồng, một mẫu xe thiết kế ngoại hình trẻ trung cùng với đó là các trang thiết bị option cao cấp. Nổi bật trong cái phần đầu xe đó là cái mặt cao đăng thiết kế hình mũi hổ này, đặc trưng riêng của thương hiệu Kia với phần viền chrome sáng bóng, tôn lên sự mạnh mẽ, sự độc đáo và về sự chắc chắn cho mẫu Kia Sorento này. Hệ thống chiếu sáng được trang bị đèn bi cùng với tính năng tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng, có giải LED định vị ban ngày rồi nhé. Con này thì hệ thống chiếu sáng cũng khá là sáng trong. Phiên bản phun dầu này của chúng ta thì có chế độ rửa đèn pha cốt nữa này. Cảm biến cảnh báo va chạm lên ngay phần đầu xe, chúng ta được trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm. So với một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ thì mẫu Kia Sorento thì có mức giá yêu thương và dễ tiếp cận hơn rất là nhiều. Với chiếc Kia Sorento 2018 phiên bản 2.2 phiên bản dầu, phiên bản xăng này sẽ có 2 phiên bản nhưng mà chỉ có duy nhất một phiên bản dầu thôi, thì con này em đang để cho các bác là 650 triệu đồng, bao rút hồ sơ, biển gốc biển 99, biển Bắc Ninh, một chủ từ đầu quá nhá. Bên đây là hệ thống chiếu sáng bên cánh lái của chiếc xe này, các chi tiết đèn cũng rất là sáng trong. Màu trắng là cái màu sắc mà các bác đánh giá cao nhất, yêu thích nhất, một cái màu sắc trung tính, phù hợp với cả đối tượng khách hàng trẻ tuổi cũng như là đối tượng khách hàng tầm tuổi trung niên. Phiên bản này chúng ta sẽ được trang bị một bộ la răng thiết kế dạng phay với bộ mâm kích thước lên đến 18 inch. Phanh đĩa ABS chống bó cứng được trang bị đầy đủ rồi. Con này thì mới lên được một dàn lốp rất là mới, rãnh lốp còn rất là sâu cơ nhá. Lăn bánh được 7 vạn rồi. 2018 thì chiếc xe này lăn bánh 7 vạn cho chúng ta rồi. Gương chiếu hậu chỉ cập đèn, tích hợp đèn báo rẽ cũng như là tích hợp tính năng chỉnh cập điện. Tay nắm cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm và bậc lên xuống cũng được trang bị đầy đủ trên mẫu xe này. Cái bậc lên xuống này thì tiện lợi cho các bác khách hàng nào mà nhà có người già và trẻ nhỏ, giúp các bác lên xe một cách an toàn, thuận lợi và tiện hơn rất là nhiều. Đi sâu về phần nội thất thì con này có một bộ nội thất ghế da màu kem, ngoại thất trắng, nội thất kem này và hai ghế điện, ghế lái chỉnh điện đa hướng nhớ ghế hai vị trí. Đây là chi tiết cái phần ghế da của vị trí ghế lái các nhé. Ghế da rất là mới với các lỗ thông hơi từ đệm ghế, đệm lưng, thoải mái, dễ chịu cho hành khách khi ngồi trên chiếc xe này. Trên vô lăng bọc da thích hợp với các phím bấm tiện ích như là ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng và ga tự động cruise control có trên chiếc xe này rồi. Hệ thống chiếu sáng auto này, gạt mưa cũng được trang bị tính năng auto rồi. Hệ thống chống trơn trượt, tăng giảm độ sáng màn hình LCD này. Thiết kế cửa gió điều hòa thì rất là mát, dễ dàng điều chỉnh hướng gió, mức gió. Auto chuẩn của chiếc xe này là 7 vạn các nhé. Sau vô lăng đó chính là màn hình đồng hồ tài xế, hiển thị các thông tin chỉ số của chiếc xe này cho chúng ta quan sát này. Bên đây là đề phím đề nổ thông minh Startop này. Trung tâm phần táp lô thì vẫn những cái tông màu chủ đạo, màu đen này, màu kem, các chi tiết ốp giả vân gỗ và các chi tiết ốp chrome tôn lên cái sự sang trọng cao cấp của chiếc xe này. Con này thì màn hình vẫn là màn hình zin theo xe nhé. Màn hình này thì tích hợp đầy đủ Bluetooth, FM, radio, định vị chỉ đường và nó cũng là màn hình cam lùi của chiếc xe này luôn. Cửa gió điều hòa hai bên này, thiết kế rất là gọn và rất là bắt mắt, thu hút, tạo sự trẻ trung năng động. Điều hòa tự động hai vùng độc lập và có tính năng lọc không khí clean air. Các phím bấm rất là sắc nét các bác nhé, không hề có dấu hiệu bong chóc hao mòn đâu ạ. Mới lăn bánh được 5 đến 6 năm nhưng con này có một cái khoang ngoại nội thất rất là mới, các cổng kết nối AUX, cổng kết nối USB, cổng sạc 12V đầy đủ cho các bác rồi. Củ số bọc da cao cấp này, cảm biến cảnh báo va chạm và chế độ tiết kiệm nhiên liệu Active Eco. Thêm một cái hộc đồ để chứa ly nước, chứa gạt tàn và một cái bệ tì tay rất là rộng ở phía giữa vị trí ghế lái và ghế phụ. Con này thì cũng đã được bác chủ cũ lên cho mọi người một cái cam hành trình rồi, ghi lại quá trình xe di chuyển. Phiên bản phun dầu của chúng ta sẽ được trang bị cửa sổ nóc toàn cảnh panorama rồi coi nhá. Một cái khoang cửa sổ nóc rất là rộng. Nội thất con này thì quá là tươi rồi. Tiếp theo cho vị trí phần tapi. Đây là phần cột A này. Màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất các bác nhé. Vẫn còn nguyên màu đánh sơn đánh dấu của nhà sản xuất, không hề có dấu hiệu cậy mở. Tapi không một vết xước rồi. Hệ thống âm thanh
Vị trí cài đặt nhớ ghế hai vị trí này, phím bấm sắc nét, hộc đồ thì được trang bị xung quanh rất là nhiều. Keo chỉ nguyên vẹn 100% và gong cửa thì vẫn còn đầy đủ cho các bác, cùng với các chi tiết con ốc sáng bóng luôn, không hề có dấu hiệu gì xét. Đây là tem mác của chiếc xe được dán trên phần cột bê các anh nhé. Con này thì được lắp ráp tại thị trường Việt Nam và được công ty Trường Hải Thaco lắp ráp. Đây là phần cột bê của chiếc xe này. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai này thì nội thất cũng rất là tươi và đầy đủ 3 tựa đầu cho cả 3 vị trí ghế. Vị trí ghế giữa kiêm luôn bệ tì tay cho các bác nhé. Cái vị trí ghế giữa này thì nó cũng là một cái bệ tì tay và kiêm một hộc đồ, không sử dụng chúng ta gặp lại rất là gọn gàng. Và đây các bác có thể ngắm cái cửa sổ trời từ cái khoang nội thất hàng ghế thứ hai này, rất là cao cấp và rất là tiện ích nữa. Túi đồ sau vị trí ghế lái, ghế phụ đầy đủ này, cửa gió điều hòa ở phần cột B rất là dễ dàng điều chỉnh và trơn tru, hoạt động rất là tốt. Cổng sạc 12V thì sẽ được trang bị đầy đủ cho cả 3 hàng ghế. Mọi người có thể ngắm qua một chút về các chi tiết con ốc ở phần chân ghế nhé. Đó, rất là sắc nét đúng không ạ? Đây là phần cột B này, màu sơn đánh dấu từ nhà sản xuất này. Tắp kính cửa. Hàng ghế thứ hai chúng ta được trang bị thêm một cái tấm rèm che nắng, rất là tiện đúng không ạ? Hành khách ngồi hàng ghế phía sau thì chúng ta có thể che nắng bằng cái rèm cơ có sẵn này rồi, không phải trang bị thêm, đỡ bừa bộn và giúp cho không gian nội thất con này nó gọn gàng hơn. Phím bấm coi nhé, khóa chốt an toàn dành cho trẻ em hàng ghế phía sau. Cái khóa chốt này thì rất là tiện cho các bác, nếu như đặt trẻ em ngồi hàng ghế thứ hai, các bé sẽ không tự động mở cửa được nếu như mà chúng ta đã chốt cửa. Cùng các chi tiết con ốc này, keo chỉ này, và đây là mặt la sau. Con này thì thông số lốp chuẩn của chiếc xe này là 235/60R18 cao nhé. Kích thước la răng rất là lớn cho một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ cỡ B. Tiếp theo cho khoang, cho cái form phía sau. Bản này là bản máy dầu thì với động cơ 2.2 thì nó ăn đâu đó vào khoảng 7-8 lít dầu cho 100km thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho một mẫu xe 7 chỗ rất là lớn, rất là rộng rãi như thế này. Đèn hậu thì thiết kế rất là bắt mắt, hình chữ L, cùng với các chi tiết là cảm biến cảnh báo va chạm này, giải đèn phanh trên cao, tăng khả năng quan sát cho các phương tiện đi phía sau. Hàng ghế thứ hai và thứ ba này chúng ta có thể gập lại để tối ưu hóa không gian chứa đồ coi nhé. Con này thì nội thất quá rộng rồi, con này nếu mà so với dòng Santa Fe, mức giá của chiếc xe này nó vừa rẻ hơn Santa Fe rất là nhiều và nội thất lại được đánh giá là rộng hơn với dòng Hyundai Santa Fe. Bộ dụng cụ sửa chữa kèm một hộc đồ ở phía sau phần cốp này các anh nhé, rất là tiện lợi sử dụng. Và xung quanh thì khá là nhiều hộc đồ để chúng ta chứa đồ xung quanh xe. Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế thứ ba, bệ tì tay để ly để nước này. Và đây là các chi tiết con ốc trên phần nóc cabo. Mọi người có thể quan sát chất lượng nguyên zin nguyên bản. Nóc cốp này không hề có dấu hiệu nào xước sát đáng kể các chị nhé. Với cái mức giá cực kỳ tốt là chỉ khoảng 650 triệu đồng cho chiếc Kia Sorento 2018 phiên bản phun kịch máy dầu 2.2 này, thì con này thì mức giá tiếp cận hơn so với những mẫu xe cùng phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ rất là tốt. Hơn nữa thì máy dầu các bác cũng biết rằng là lúc nào chúng ta cũng phải bỏ ra cái tầm tài chính ban đầu cao hơn so với máy xăng rất là nhiều. Và các bác có thể ngắm nghía thêm một chút về cái phần nội thất cho hàng ghế thứ hai này từ bên phụ này. Các bác có thấy rằng là con này bác chủ xe, bác cái giữ xe rất là đẹp. Đây là phần cột B của chiếc xe các nhá. Tappi cánh cửa thì gần như 4 cái tappi, không một cái vết xước nào. Bác cái giữ gìn xe rất là tốt. Con ốc trên phần tappi cánh cửa. Tay nắm cửa thông minh thì sẽ được trang bị cho hai vị trí ghế lái và ghế phụ các bác nhá. Tay nắm cửa thì có chrome rất là sáng rồi. Và đây là chi tiết cái vị trí ghế phụ. Cả ghế lái, ghế phụ đều được trang bị chỉnh điện rất là tiện lợi cho cả hành khách bên phụ. Chúng ta có thể nghiêng ghế, dịch ghế với cái phím bấm chỉnh điện này khá là tiện. Phần cột B của chiếc xe khi quan sát từ vị trí ghế trước này, các con ốc với chất liệu thép kim loại chống rỉ khá là sáng bóng. Và chất liệu ghế da thì gần như là không có cái vết bẩn nào trên cái chiếc Sorento 2018 này. Đây là một hộc đồ nữa các anh nhá, hộc đồ rất là rộng. Và đây là phần trung tâm phần tapo, tap lô của chiếc xe. Không một cái vết xước nào, thiết kế rất là hiện đại, rất là trẻ trung. Nếu mà so với những mẫu xe thì lúc nào
Thương hiệu Kia cũng được đánh giá cao về cái ngoại hình thiết kế cũng như là các tiện nghi trang thiết bị option. Phần tapi cánh cửa thì các bác cũng thấy rằng là giữ gìn cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phím bấm thì theo thời gian, nhưng mà con này có cái phần phím bấm rất là sắc nét, không hề hao mòn bong chóc, phím rất là rõ và sơn rất là mới các bác nhé. Đây là phần con ốc phía bên ngoài của chiếc xe này. Sơ qua một chút về khoang động cơ thì với khối động cơ 2.2 máy dầu thì con này nó ăn vào khoảng 7 đến 8 lít dầu cho 100 km này. Và vận hành thì có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ so với những mẫu xe máy dầu, đó là động cơ nó sẽ hơi ồn và nó sẽ hơi hôi mùi dầu hơn so với những phiên bản xe máy xăng. Các chi tiết con ốc trên phần thân máy và trên phần ụ giảm sóc này, màu sơn đánh dấu nhà xuất. Về cái phần khoang động cơ này thì em sẽ bao zin cho các bác là máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích cấm nước. Và động cơ thì bên em sẽ bảo hành cho các bác động cơ 1 năm, bao check test toàn quốc. Các bác có thể test hãng này, test thợ. Những bác nào ở xa mà có nhu cầu ship xe tận nhà, check test tại nhà thì bên em cũng hỗ trợ cho các bác luôn nhé. Mình qua một chút về cái phần ốc trên phần nắp cabo này, tấm nỉ cách nhiệt này. Và đây là màu sơn đánh dấu nhà sản xuất ở các chi tiết con ốc phía trên nắp cabo. Bác nào muốn quan tâm cụ thể hơn với chiếc Kia Sorento 2018 này, các bác có thể kết nối giúp em về số hotline 0964 834 834. Địa chỉ để thăm xe trực tiếp là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Tới cùng thì em xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe ngày hôm nay của Ba Tư Phan. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng vào clip giới thiệu xe tiếp theo.